Vâng và hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Trên tay mình đây đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Và hiện tại thì tình trạng chiếc máy này khi mà mình nhận được thì camera trước hiện tại đã không còn hoạt động nữa rồi. Và sau khi đã tìm hiểu kỹ rồi thì bây giờ các bạn chuyên viên sẽ tiến hành thay cụm camera trước cho chiếc iPhone 8 Plus nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay ngay vào quy trình nào. Trước khi bắt đầu vào quy trình thì hiện tại Fastke đang có rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn. Yên tâm ép kính vô tư thay màn iPhone giảm lên tới 40%. Sửa laptop thay RAM SD giảm lên tới 30%. Thay pin iPhone siêu nhanh chỉ 15 phút, bảo hành lâu lên tới 15 tháng. Và yên tâm mua phụ kiện chính hãng bảo hành 12 tháng giảm lên tới 30%. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với quy trình thay cam trước của iPhone 8 Plus nào. Thì khi nào các bạn cần phải thay camera trước? Hiện tại thì khi mà các bạn bật giao diện camera không hiển thị hình ảnh, tức là các bạn chỉ có một cái màu đen thôi, thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải thay camera trước thôi. Có một vài trường hợp khác khi mà không thể lấy nét, hình ảnh bị rung lắc này, hoặc là camera bị hư hỏng vật lý nghiêm trọng thì các bạn sẽ cần phải thay thế cụm camera này. Ở trên thị trường hiện tại thì đang có hai loại camera để các bạn có thể thay thế. Một là camera zin bóc máy và hai là camera đến từ bên thứ ba sản xuất. Nếu các bạn thay camera tại Fastke thì các bạn chuyên viên bên mình sẽ có thể tư vấn cho các bạn một cách kỹ lưỡng nhất. Đồng thời thì bên mình cũng sẽ sử dụng loại camera tốt nhất ở trên thị trường. Linh kiện bên mình sẽ là bảo đảm chất lượng và đồng thời thì cũng sẽ thay nhanh chóng, lấy ngay chỉ khoảng từ 15 cho đến 30 phút. Toàn bộ quy trình này thì bên mình sẽ sửa chữa trước mặt khách hàng và đảm bảo hoàn tiền 100% nếu các bạn không hài lòng. Ok, và nhìn chung thì quy trình thay camera trước của iPhone 8 Plus là một quy trình khá là nhanh chóng và đơn giản. Nhưng để có thể sử dụng được những camera trước chất lượng thì các bạn sẽ cần phải đến những trung tâm uy tín. Nhưng bộ phận như camera các bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà để kiểm tra xem là liệu chất lượng camera có đảm bảo yêu cầu hay không. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào đừng quên là liên hệ ngay, mình để thông tin ở phần mô tả của video. Rồi và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastke. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.